Sao đây? Đã bảo là nhẹ thôi. Anh xuống bụi cắt xếp cái vào tìm xuống đây này. Đậu tại cái cắt móng tay. Đã bảo mua cái mới mà dùng thì cứ tiết kiệm không dùng cái cũ này. Chị xin lên. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Phòng nhà tao là có cửa nhá. Tao dặn bao nhiêu lần rồi, muốn vào phòng tao thì phải gõ cửa, nhớ chưa? Cháu biết rồi, cháu biết là phải gõ cửa rồi. Nhưng mà cháu có việc gấp lắm. Cháu định xin cô chú cho cháu nghỉ 3 ngày cháu về quê. Cái gì? Hả? Nghỉ 3 ngày ấy à? Vâng. Tao nói cho mày biết nhá, tao nhắc lại là tao dặn mày không biết bao nhiêu lần rồi. Đầu mày to chỉ để mọc tóc thôi à? Hả? Để trồng cây ấy. Tao vừa mới khởi động, chưa tăng tốc, chưa về đích thì đã vào. Xong rồi dăm câu ba điều còn đặt ngôi sao hy vọng. Chứ nghỉ 3 ngày á, mày tao cho nghỉ luôn đi. Vô duyên. Hôm nay chú này to tiếng thế. Vô duyên. Ơ, thế này, thế đây là nhà của vợ chồng tao, chả lẽ chồng tao không được phép to tiếng à? Đúng rồi, tao không to tiếng với mày, tao tiếng với vợ tao à? Nhỉ? Con gái con nữa không được cái tam dạng gì như thế này á. Cơ mà chó nó lấy con ạ. Loại nào chó nó thèm. Dạ vâng ạ, thế mà con chó nó suốt ngày nó thèm cháu đấy cô ạ. Dào, chó nào mà nó ngu thế lại thèm mày. Chết. Cô chó nói cứ thế nào ý, có người còn bảo cháu là hơn cô nhiều đấy. Cô nói vô duyên. Hơn tao á? Dạ vâng. Mày hơn tao? Vâng. Này, thế nào nói? Mày hơn tao ở cái điểm gì? Hơn cô ở nhiều điểm nhá. Bảo là người đấy bảo là cháu xinh hơn cô này, bảo là cháu trẻ hơn cô này, bảo là da cháu trắng hơn cô, nõn nà hơn cô, mịn màng hơn cô này, thậm chí còn bảo là cháu chiều hơn cô. Ôi trời ơi. Ôi thế mà này con kia, con là giặc kia, tại sao mày đang nói chuyện với tao, chủ thể là tao, mày đang đối thoại với tao mà mắt mày lại cứ đá hình sang chồng tao hả? Ông đừng có giả vờ, ông đưa cái bóng vào tay đây. Hay là ông có cái gì ABC với nó mà để làm sao nó nói chuyện với tôi mà mắt nó cứ nhìn ông đang đối hả? Ông đừng có đối thoại. Ông đừng có đối thoại. Này, đừng có mà chuyện lọ sọ ông chuyện trai nhá. Tôi cắt bóng tay thì từ nãy em vẫn đang làm chứ. Mày nói chuyện tại sao mày cứ nhìn sang tao? Này, anh nói cho mình nghe này này. Cái chuyện mà nó nói chuyện với mình mà nó đá hình sang anh, tức là nó muốn chuyển thông điệp là nhờ chú xin hộ với cô cho cháu nghỉ 3 ngày. Thì vừa rồi tôi chả tuyên bố là cho nó nghỉ luôn còn gì nữa. Ý đúng, nó là như thế. Đừng có mà bao biện. Tôi đã phát hiện ra. Mà con kia đã. Mày bảo là ai nói là mày hơn tao ở mọi mặt hả? Đúng. Ai nói? Ai nói? Ờ, thì là... Đứa nào nói? Ai nói? Thì là... Là ai? Là ai? Là ông Hưng. Ông Hưng nào? Hưng ở nào? Cái thôn này có bao nhiêu Hưng? Ông Hưng nào hả? Thì ông Hưng... Ông Hưng Nhãn ấy hả? Cái gì? Hả? Thằng Hưng Nhãn ấy hả? Tức là mày gian díu với Hưng Nhãn này hả? Ôi dồi ôi, thế mà lúc nào mày cũng thủ thỉ với tao là mày chỉ có mình biết. Ôi dồi ôi, thế hóa ra là, ông Hưng Nhãn bảo mày là hơn tao á? Vâng. Ôi trời ơi, thằng cha này sao nó điêu thế? Sao nó lại bảo là mình? Ba vừa nói cái gì? Em thấy không? Ờ, ưng và phúc không em? Đây, căng thẳng nặng đây à? Đúng rồi em, nghi như trên hình em, rất mới. Xe cúp 81, kim vàng giọt lệ, màu sơn xanh, rất hợp với cái áo của em. Đấy, còn cái xinh nhan và cái kim vàng giọt lệ này thì rất hợp với dây vàng của em. Đấy, đây, đặc biệt là cái túi, rất giống với màu yên. Đấy, em ưng thì anh sẽ bán đúng giá cho em. Giá... Xe này thì bao nhiêu anh? Trên mạng thì anh đang 12 triệu. 12 còn triệu. Nếu em nhiệt tình và xinh gái này thì anh bán cho em 11 triệu 800. Anh lên mạng. Em nhìn thấy cái thế nào ấy? Em thấy anh đăng trên mạng ấy. Ảnh đẹp lung linh và long lanh thế. Mà em thấy ngoài đời có vẻ xấu nhỉ? Xấu mà kết cấu lại đẹp em ạ. Đây nha. Đạp phát nổ ngay. Này. Đấy, em thấy không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Anh nói cho em biết nhá, kể cả SH mà không bóp cái tay phanh ấy thì chắc chắn không bao giờ đè được luôn. Đấy, ai nói về độ nhạy, hôm trước anh đi uống rượu về say, quên không tắt cái khóa điện. Đấy, thế là hai con mèo đuổi nhau, nó vờn nhau.
nó va một phát vào cái cần khởi động, thế đã nổ xình xịch cả đêm luôn. Anh ấy tưởng nào ăn trộm xe của anh nhá. Thế em thấy không? Mua anh bán cho. Cũng được đấy. Mà xe như thế thì anh bán bao nhiêu? Em nhiệt tình mua, anh sẽ bán cho em đúng giá. 11.800.000. 11.800.000 hả? Ừ. Xe thì cũ mà giá lại có vẻ hơi mới nhỉ. Mà anh đi gần 10 vạn rồi anh bán. Bán bớt đi, em lấy. Thêm giả được bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu anh không bán được. Xe đi gần 10 vạn rồi. Em mua 3 triệu là giá hơi cao đấy. Thôi 3 triệu anh không bán được, em thông cảm. 3 triệu không bán gì? Bán thì thôi. Em ơi, em ơi, quay lại anh nhá. Giới thiệu khô cửa họng. Ôi, anh. Ôi dồi ôi. Này, thế bây giờ ý chú là như thế nào? Có định lấy con xe của tôi không? Có, anh ơi, em chưa bán được cái xe này đứng tuần rời rồi anh ạ. Anh nói thật với chú nhá, riêng con này anh bán lúc nào mà phát ăn ngay. Ủa anh, em rất thích xe của anh rồi. Anh nói với chú nhá, riêng con xe này anh bán bên ngoài anh cực kỳ tiếc. Con xe này zin từ đầu đến cuối luôn, mà tầm chú phải đi con này nó mới xứng đáng. Nhìn xe này biết rồi, giá rất mềm. Thế bác cố giữ cho em. Xe chú nó giả bao nhiêu không bán đi. Vừa ấy đòi nó 11.800.000, nó xuống 300 đem quất luôn. Ôi giời ơi. Sao đắt quá à? Ông để cái này á thì ông mang lên miền rừng ông bán cho hổ. Sao anh rửa rất sạch rất đẹp rồi. Mặt đồng hồ thì ố. Hả? Công tơ mét lên mười mấy vạn như này rồi. Ông hỏi ông mua con này về thì nó bằng mua bố già nghiện rượu về. Thế là như thế nào ạ? À? Bây giờ thế này, ông mang hộ tôi sang cái chỗ góc, cái chỗ góc chợ ấy, gặp cái thằng Long cải mã nhá, nó mới gạt lại cái đồng hồ công tơ mét cho. Con xe này thì gạt lại khoảng 5-6 nghìn cây thôi. Tâm nan vành bánh này các thứ nó phải tắm rửa lại, máy móc độ lại đấy. Máy mà kêu nó sẽ nhồi thêm ít mùn cưa mùn kiếc vào là máy im khít luôn. Thì đâu mới bán được. Thôi mang ra làm đi. Sao máy móc cái thứ đút mùn cưa với cắt cái này mà bán cho người ta, có khi người ta gọi điện người ta chửi cho mất mặt ấy. Chú mở hãng sản xuất xe đấy à? Không, nhưng mà em... Chú làm đại lý cấp 1 đấy à? Không ạ. Thế tại sao chú phải bảo hành? Nhưng mà... Tiền trao trao múc mua qua tay thì thôi chứ. Em có thể... Thế đến nó kiện chú à? Nó cứ sao, mình lừa người ta đấy không được. Sao cứ giữ đấy con này, người tình trăm năm đấy, giữ đi. Tôi nói ông nghe nhá, riêng con xe tôi để dành ông đúng 2 ngày đấy. Bác giữ cho em nhá, để bây giờ em ra đếm sửa luôn. Đấy, anh nói thật con này quá mềm luôn đấy. Chưa bao giờ được con xe đẹp như này. Hiến thần luôn. Nhớ giữ xe cho em đấy. Được rồi, ông cứ làm cho im xong rồi ông làm cho thật sạch thật đẹp vào. Cứ hỏi Long cải mã đúng không? Thì phải, thằng Long cải mã ấy. Đạp cái nổ ngay này. Nổ khói thế kìa. Anh. Vâng, khỏe không anh? Chưa bán được xe hả anh? Diện biết nhỉ, chưa. Mà ông buồn cười thật đấy. Dạ. Tôi hẹn ông 2 ngày mà ông lặn không sủi tăm hơn chục ngày đây rồi. À, em về... Bán chưa? Bán xe chưa? Chưa, em không bán nữa anh ạ. Xe sao không bán nữa? Dạ, xe em mới tinh có 1000 cây, lan hoa sáng choang em bán làm gì? 1000 cây? Tôi còn dạy ông cái trò đấy. Mười mấy vạn thì gạt lại. Ê, đùa thôi, em bán rồi. Bán rồi à? Vâng. Bán rồi, số tiền đi. Em mua xe khác rồi. Okay. Mua xe nào? Em không, không lấy xe của anh à? Không ạ. Tại sao? Này anh ơi, anh cũng nhận được rất nổi tiếng. Đi xuống chỗ chợ ai cũng biết anh. Đúng rồi. Em bảo này, cái đồng hồ SH của anh ấy thì nó là đồng hồ kép. Đúng rồi. Chỗ thằng Long cải mã không làm được. Thằng anh... Long làm sao được? Thì anh sang chỗ Thắng Mẩu đúng không? Kể cho em hết rồi. Em cảm ơn anh đã bày cho em cách. Cái này là cái ban thờ. Đúng rồi. Tí em ngậm vào con này thì em chết. Anh ơi, anh mang lên rừng mà bán cho hổ. Ok. Thế là mình dạy nó à? Thế là mình ngu à? Ôi giời ơi, cơm nước thì chưa mà còn ngồi đây ghi chép chép cái gì? Trời ơi, tơm tởm sáng đến kim tỉ tối mới về. Chả biết làm được bao nhiêu mà đi về muộn thế, hay là để ngồi đâu chơi bời cái gì hả? Làm đi làm, bà cứ làm như là công nhân viên chức sở mỏ. Quay chó thì cái thằng vá sẽ đạp xe máy ở đầu đường. Trời ơi, không làm thế thì lấy gì mà ăn? Mình tôi làm sao đủ được? Bà cũng vừa vừa cái mồm thôi. Tôi hỏi bà những cái hôm mưa ngập phố thành sông, riêng tiền rửa buji không ấy, tôi cũng đã đưa về cho bà cả nửa triệu. Còn những cái hôm như hôm nay á, nắng 40 trên 40 độ ở ngoài trời,
đến chó còn chả chạy ra ngoài đường nữa, lấy đâu người mà bác xem. Ông nói thế là sai nhá. Ông mong ngập để ông chữa bù gì à? Hả? Như thế là không được đâu nhá. Làm sao mà đến lúc tôi đưa tiền về bà cắm vào váy nhanh thế? Có tí nước ở nhà không đun? Đầy phích thế này, à. Ông nhìn à. Mặt rót vào cốc nhá, không tu thế nhá. Đây. Sụt ruột. Thế ăn uống gì chưa? Đã có cái gì cho bà đã nấu gì chưa mà ăn? Đưa lên 50 tí đen phở xào. Trời ơi, làng nước ơi. Đi cả ngày về đi kiếm tiền, bây giờ lại về xin vợ 50. Sợ ông quá đấy ông ạ. Khác trời chưa, tôi trả bà. Tôi còn 50, tôi chỉ cho ông 30 thôi. 30 có phở không, còn quẩy nữa. Ăn 30 thôi. Quẩy cái chén rượu đưa nó đây. Đấy, chứ hay mà. Quẩy cái rượu này thôi. Ăn xong nhá, về dọn dẹp đi nhá. Được để rồi. Đi kiếm tiền nhá. Tôi dọn dẹp. Ông không kiếm được, tôi kiếm. Rồi. Alo. Chị đây. Này, mang cho chị đi. Sao lại nửa tỷ? Cho chị 1 tỷ đi. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, chị còn biếu các cụ. Có khối tiền thủ lao. Em không biết là chị nhiều đất à? nhá. Mang cho chị 1 tỷ đấy. Nửa tỷ là không được đâu. Hả? Nửa tỷ là không được đâu. 1 tỷ. Đấy, cho cụ nằm ở đây. Bơi hết vào đây. Đây, mang vào đây em ơi. Mang nốt cái ghế vào đây em ơi. Đây. Đây, anh. Đây. Lưỡng ngư trầu nguyệt. Gọi là cá chép dương vây chờ sóng vỗ. Đúng rồi đấy, hai cụ nằm ở đây. Em cho nốt vào đây em ơi. Bác có thấy không? Được đấy. Chưa có một đại gia nào chịu chơi như bác. Em khẳng định với bác luôn. Đây, đinh nguyên gốc. Em nói với bác nhé. Đinh ở quán ấy, người ta bán theo lạng. Không bao giờ có chuyện bán cái nguyên gốc như này cho bác đâu. Cả bộ ghế này luôn. Này, thế mới biết là anh có con mắt sành điệu. Đúng, bác chịu chơi quá. Rồi, chúc mừng bác có một bộ sành điệu là nó phải chơi hàng trăm triệu. Đấy, dạ, chỉ có thằng ngu thì mới kêu tiền xu. Bác vui tính quá. Được đấy. Bác thì chưa ở đoàn văn công nào mới đúng đấy. Được đấy. Vâng ạ. Bác thiếu cái gì không nhỉ? Thì bộ này thì đủ rồi. Ừ. Nhưng vừa rồi em vào nhà bác ấy, em quan sát thấy nhà bác người ta thường nói có cái câu gọi là gì nhỉ? Sập gụ tủ chè. Cái tủ chè nhà bác có rồi có nhưng rồi, thiếu cái sập gụ. Sập gụ à? Vâng. Nhiều tiền không? Hơn lít. Hơn 100 triệu ấy hả? Vâng. Với lại cộng cái này hơn 200 nữa là Hơn 300. Chưa đến nửa tỷ gì? Ừ chưa. Ôi duyệt. Anh duyệt. Để mai em chuyển đến cho bác. Không, ngay vào luôn. Ngay vào luôn. Khổ quá. Ở ngoài kia em còn một cái sập cụ. Nhưng bây giờ em phải chuyển cho đại gia ở dưới Ninh Bình. Đại gia nào? Hả? Đại gia nào bằng đại gia này? Bác đã nhiệt tình như thế thì bác đợi em tí, em bảo anh em nó chuyển về đây cho bác. Ok. Được đấy. Con cốc mà ngậm đồng vàng để ở sảnh giữa nó sang cả nhà. Ông ơi ông. À bà. Ôi trời ơi. Được không bà? Ôi trời ơi, tôi mới đi một tí mà về. Ôi trời ơi, cái này sao nhiều tiền này? Đắt thế hả ông? Đắt cái gì? Vẫn chưa hết nửa tỷ. Ông thì trúng cái gì đấy? Ông trúng gì? Trúng gì nó là giải độc đắc. Ôi trời ơi, trúng số số à? Ôi trời ơi, tức quá. Này, giải độc đắc của tôi đây này. Giải độc đắc của tôi 2/3 tạ đây này. Bà ngồi đi, bà ngồi đi, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống, bà ngồi xuống. Bà thấy thế nào? Cảm giác nào? Mát quá. Ông này giỏi thật đấy. Được không? Ông tài, tài thật đấy. Này, cái gì không phải tay tôi nhá, không phải thằng đàn ông mua nhá, thế nào cũng bị bịp. Tất cả mọi thứ, tới cả cái sập vụ nữa, chưa đến nửa tỷ. Mà bà biết không? Bà biết sập vụ làm bằng cái gì không? Không. Ôi giời. Sập vụ làm bằng gỗ gụ. Bà hiểu chưa? Không phải thật ông nhá. Ông trúng cả gì mà lại cho ông lại mua làm nhiều thứ thế này. Bà cứ hay hỏi khéo tôi. Ngày trẻ đúng ra bà phải tuyển diễn viên mới phải đấy. Diễn viên lắm. Ông bà diễn viên, viên đấy. Nhớ tí nữa tiền về bà cứ đưa tôi nửa tỷ nhá. Ông cứ làm mờ. Bà cứ đỡ mờ. Bà cứ làm mờ. Hả? Ấy tiền về.
Chị xin. Ôi, chị xin. Đủ 1 tỷ cho chị luôn nha. Cảm ơn em. Ở đây chị giả tiền thù lao. Để tôi nửa tỷ để tôi con trả. Thanh toán luôn, mình đàng hoàng, đại gia đàng hoàng. Nửa tỷ nào? Nửa tỷ đấy. Đâu? Tỷ này á? Hả? Tiền năm phủ tỷ này á, này. Cái gì? Năm phủ đi chứ. Có phải tiền thật bà đâu. Bà gọi 1 tỷ. Tỷ này. Thằng cái thằng kia nó đang bê cái sập bằng gỗ gụ. Chú đâu? Này, bà ơi, chú thế này nhá. Tí nó bê cái sập mà gụ vào đây bà bảo tôi là cái thằng hàng xóm sang chơi. Nó chạy đâu không biết ý. Còn nó muốn bê cái gì đi bà cho nó bê tắt đi nhá. Chú cứ đi vào đây ngồi đã. Tôi nói thật với chú nhá. Dạ. Tôi bán coi như là mấy mảnh đất gom vào mới xây được cái cơ ngơi nó hoành tráng như thế. Chú nhìn đi, ở cái khu này làm gì có cái nhà nào mà nó bề thế như nhà tôi. Nói thật chị nhá. Ừ. Nhà chị là nó bị đẹp quá đấy. Đẹp quá? Vâng. Chú chỉ được cái đó chuẩn. Chị bảo này. Dạ. Chị nghe đồn ý, là chú có một cái công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cây đúng không? Chuẩn không phải chỉnh. Ừ. Chị gặp em là đúng người đúng việc luôn. Ờ. Thưa với chị nhá. Ờ. Công ty nhà em nhá. Ờ. Có cả một hệ thống. Úi dồi. Một hệ thống toàn cây xanh phân phối cho cả vùng này luôn. Hệ thống luôn? Chứ còn gì nữa. Công ty luôn. Ê xời. Đấy. Thế thì nó mới xứng tầm được với cái nhà của chị. Đấy. Chú ngắm đi. Cái nhà chị nó bề thế này. Thế thì liệu chị kê được cái cây gì cho nó sang chảnh? Sang chảnh. Ừ. Em nói thật chị nhá. Với một cái cơ ngơi nó hoành tá tràng như thế này. Ờ. Chị phải chơi cho em những cái cây cảnh mà nó xứng tầm. Đúng rồi. Ví dụ như là cau đi. Cau. Cau. Cau nó cao, dáng mảnh, chân dài. Trời. Chị làm cho em một hàng cau thẳng tưng như lưng bà Tòng luôn. Cau cũng được. Chứ nhưng mà chị thích phải cả cụ. Chơi nó phải chơi cả cụ nó mới sang. Cụ mà. Ừ. Cau nó lại không có cụ. Cụ. Đấy. Chờ, đơn giản. Có chưa? Có luôn. Cây gì? Tre. Cái cây gì mà mình nghe tên thế nào lùng ấy. Này, cái cây này là công ty mình nhập ở bên Bể về cơ. Bể cái quái. Tre nghĩa là tre Việt Nam. Ôi giời. Sao mà chú ngồi tính thế? Ơ kìa, tre xanh xanh từ bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc mà lá. Thôi. Có lại bớ. Tre thì bố nói luôn là tre. Bố đây còn tre. Nghe cho tây. Này, tre chị thấy cũng được. Dạ. Truyền thống. Ờ. Thân gầy guộc lá mong manh. Đúng rồi. Thế nhưng mà tán nó không rộng. Ơ kìa. Không được. Không duyệt được. Lại phải tán rộng à? Ừ. Ôi, bà chị quá. Khó thế, tính thế nhỉ? Bây giờ chú ngắm đi. Cái nhà chị trông nó như thế này. Bây giờ chị chọn cái cây nó phải xứng tầm với nhà của chị. Bây giờ vớ vẩn được đâu. Vừa đòi lại cụm to xong lại tán rộng đấy. Cụm to nhá, tán rộng nhá. Khi mà cái tán nó rộng, mình nhìn cái cây mình cảm giác cái cây khoan, nó lộc lá. Khoan. Đây, nó thế. Em nghĩ ra loại cây rồi. Cây gì? Cụm to tán rộng đúng không? Bảng. Cái gì đấy? Từ nói chuyện đi, để sao bắn chị thế? Quá. Ý em nói là cây bàng. Cây bàng nó chả là cụm to tán rộng rồi gì đấy. Bàng nó là bàng. Đứng bằng. Chú chỉ là cái mùi tính. Chứ chị bảo này, dạ. Không đùa đâu. Cây bàng cũng được. Cụm to. Ừ. Tán rộng. Ừ. Nhưng mà lại nhiều sâu gió. Bây giờ chú bảo thì mùa đông thì nó rụng lá xuống. Chị thì dọn nhà đã mệt rồi, ra lại còn quét. Chị mệt lắm, không được. Không duyệt được. Em nói thật với chị là bà chị là quá là kỹ tính thế. Vừa muốn cụm to tán rộng xong lại ít rụng lá, không có sâu. Bà chị làm khó em quá. Trời ơi. Công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cây. Cây xanh cung ứng coi như là toàn hệ thống. Tưởng thế nào? Có mỗi một cái cây đơn giản cũng tìm được. Này. Đừng có kích đều nhá. Nói cho bà chị biết nhá. Chưa có cái việc gì mà thằng Bon này không làm được nhá. Chú làm đi, chú tìm cho tôi cây đi. Yên tâm, đợi tí. Trời. Đây, phút mốt. Có điều được không? Alo. Sai đấy à? Ờ, anh Bon đây. Mày triệu tập 500 anh em khẩn cấp cho anh nhá. Họp toàn công ty. À. Thế nhá. Bây giờ bà chị cứ ngồi đây cho mát mẻ nhá. Ừ. Em chạy ra ngoài tí rồi chỉ khoảng 20 phút nữa là em mang cây đến cho chị luôn. Này. Cho 15 phút thôi nhá. Sau 15 phút mà không có cây về đây thì tôi gọi người khác đây. Được rồi, không phải nhà khác. Có điều kiện nhá. Rồi. Không có việc gì ngoài cứ điều kiện. Cứ ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên đấy. Trời ơi.
bonsai. Một con kiến, hai con kiến. Bà chị, chưa đến 10 phút. Khá quá, 9 phút rưỡi. Được chưa? Đang đếm kiến dở thì vào. Cái tình hình là cây đâu? Cây gì? Cụm to, tán rộng, không sâu, không rụng lá phỏng. Phỏng? Vào đi em ơi. Có xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Tinh 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 tinh. Ôi dồi. Cây gì đây? Cây ô. Ok anh gọi điện cho bố đi đến đâu rồi? Em chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Anh gọi từ nãy đến giờ bố nghe máy đâu? Chẳng hiểu đi đến đâu rồi nữa. Con chào bố. Con chào bố ạ. Trời ơi, bố lên chơi. Bố phải gọi cho con để con ra bến xe đón bố chứ. Ai lại để bố đi xe ôm về như thế? Con trong nhà thì nhớ chúng mày lên lên thăm chúng mày một chút thôi mà. À, đây. Bố ơi, vợ chồng con biết hôm nay bố lên chơi. Con cũng chuẩn bị cơm nước chu đáo hết cả rồi. Con mời bố vào tắm rửa, xong thì ra ăn cơm luôn ạ. Có gì ăn nấy thì mày lấy được con vợ khéo tay đấy. Ai cũng tin mẹ mày. Anh đưa bố vào đi. Bố vào đây ạ. Anh bảo này. Dạ. Em mới về làm dâu, cần phải để ý lời ăn tiếng nói, dễ bị soi lắm đấy. Biết rồi. Với cả bố lên chơi mấy hôm thì bố cần gì, muốn gì hay là thích gì em cứ phải chiều bố nhá. Khổ quá anh không phải dặn. Em nhớ hết rồi. Ừ. Mời bố ra ăn cơm đi. Đây. À, có mời bố. À. Mát rồi. Ôi trời ơi, cơm ngon quá vậy. Dạ. Dạ. Canh bí à? Vâng ạ. Đấy. Cái trời hành hành thế này làm bắt canh bí ăn nó mát ruột. Vâng. Cái gì đây? À. Thì Trang à? Ôi tuyệt vời đấy, đúng món bố thích. Ui trời, rau xanh ngắt này nhỉ. Con này là quá khéo tay đấy. Dạ, con mời bố xơi cơm ạ. Anh ăn cơm ạ. Con mời bố ăn cơm ạ. Con mời bố ạ. Bố xin. Ui trời ơi, lại canh bí đao, lại rau cải xào. Ôi trời ơi, hôm nay là hôm thứ năm rồi, ăn mãi cái món này thì không có món gì khác được. Ra làm bắt phở thì chết rồi. Bố. Bố vừa đi đâu về đấy ạ? Bố đi gặp mấy cái anh bạn ở hồi học đại học đấy. Bạn bè cũ lâu ngày lắm mới gặp lại nhau rồi, vui quá nên là bố vừa về cái lại gọi bố ra làm tăng hai rồi để bố. Ê bố đi đâu thì cũng phải ăn bát cơm đã chứ, vợ con chuẩn bị xong hết rồi. Đây bố ngồi đây. Bố về đấy à? Con mời bố xơi cơm ạ. Anh ngồi à? Đấy, trước khi xới cơm cho bố, con sẽ múc cho bố một bát canh bí đao. Bố biết không, canh bí đao này nhá, ăn vừa bổ vừa mát nhá, nhiều vitamin E á, ăn sáng mắt lắm bố ạ. Con mời bố. Này em. Sao không mua một món khác đi, mãi mà món này thì chán quá rồi. Canh bí đao hơi bị tốt cho sức khỏe nhá, mà ngày xưa anh bảo với em là bố thích ăn gì, chung nói nhiều lắm. Con mời bố ạ. Sao bố không ăn cơm lại cứ nhìn cái gì đấy ạ? Bố mày đang nhìn là mẹ mày đang lập lại mái nhà con ạ. Đấy, anh lấy cái gì? Có lẽ là mai bố về bố giúp mẹ con một tay. Bố nhìn được á? Hay quá! Thì hóa ra bố có con mắt thần giao cách cảm ạ. Từ đây về nhà phải mấy trăm cây đấy em ạ. Cần gì phải con mắt đấy? Nghe vợ mày nói à? Đấy, ăn nhiều canh bí đao sẽ nhiều vitamin, sáng mắt, tinh mắt. Tao ăn ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi. Đấy, toàn canh bí đao. Tao nhìn thì xuyên cả tường gì nhỉ. Ôi dồi ôi bố ơi, thế thì hôm nào con cũng nấu cho bố ăn canh bí đao nhá. Ở trong kia con còn hẳn 50 cân, con sẽ nấu cho bố ăn dần, ăn bao giờ hết thì thôi nhá. Không những bố nhìn tường, bố sẽ nhìn được xuyên hành tinh luôn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.